Công an tỉnh Đồng Nai ngày 19 tháng 10 đang tiếp tục thu thập hồ sơ điều tra dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp tại số 15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là một công trình xây dựng không phép nằm ngay giữa trung tâm thành phố Biên Hòa, do công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư. Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu về khu đất có các công trình nêu trên. Nội dung mà lực lượng PC03 Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị cung cấp gồm hồ sơ pháp lý việc xây dựng và đưa vào sử dụng công trình trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện và công trình xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ đã được cấp phép, thủ tục pháp lý ra sao. Dự án không phép nói trên có diện tích hơn 22.000 m² với 3 khối công trình khủng, tổng vốn đầu tư gần 680 tỷ đồng. Trong đó, khu A là trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện có quy mô 4 tầng và 1 tầng hầm đã được đưa vào sử dụng. Khu B là trung tâm thương mại dịch vụ quy mô 5 tầng và 1 tầng hầm đang được thực hiện giữa chừng. Từ cách đây 2 năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã xử phạt hành chính vi phạm này và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sau đó cũng đã có văn bản chỉ đạo việc cưỡng chế, nhưng đến nay công trình vẫn đang tồn tại. Theo quan sát của phóng viên báo Người Lao Động, hiện tại công trình này vẫn dang dở nhưng có một số khu đã đưa vào hoạt động tổ chức sự kiện, tiệc cưới, khu công trình nguy nga sang trọng, khu vực đang xây dựng cũng đồ sộ quy mô.